Honda Lexi K110 bóp còi không kêu. Nhấn còi liên tục, lúc kêu lúc không. Tiến hành kiểm tra sửa chữa. Tháo ốp nhựa đầu xe để tiếp cận còi xe. Đo kiểm điện áp bình ắc quy còn mạnh không? 13V, tắc quy tốt. Đo kiểm nguồn cấp còi xe có bằng điện áp ắc quy không? Như vậy công tắc còi có thể bị dơ tiếp điểm, lát nữa vệ sinh. Ta tiếp tục kiểm tra còi xe còn hoạt động tốt không? Bạn hãy cấp nguồn 12V, nếu còi kêu là còi bình thường tốt. Trường hợp này còi xin theo xe hơn 10 tuổi, vẫn hoạt động to rõ, rất tốt. Như vậy vấn đề từ công tắc còi. Ta tiến hành tháo công tắc còi, dùng tu vít chọt vào lẫy còi và đẩy ra ngoài. Công tắc còi sau hơn 10 năm, bên ngoài rất là dơ. Tháo kết nối rắc công tắc còi. Chất liệu nhựa còn tốt, không bị mục gãy. Hai tiếp điểm khá là dơ. Vị trí này là lỗ tiếp điểm nhấn công tắc. Ta đo thông mạch xem sao, khi nhấn nhẹ nhàng thì phải thông mạch. Trường hợp này nhấn lúc được lúc không và điện trở hơi cao nên tháo dã ra vệ sinh tiếp điểm. Dung dịch vệ sinh tiếp điểm chuyên dùng, không dùng áp y bài vệ sinh nhà anh em. Tháo dã ra, bên trong cực kỳ dơ bẩn. Dùng bàn chải mềm cọ cho văng bụi bẩn. Vệ sinh mặt còn lại tương tự. Vệ sinh xong, ta lắp lại công tắc còi. Và vệ sinh luôn cổng rắc cái nối với công tắc còi. Tiếp đến, ta lại kiểm tra thông mạch và điện trở công tắc còi. Thông mạch rất tốt và nhạy, điện trở thấp. Tiếp theo là lắp lại công tắc còi vào rắc điện. Bấm còi thử, còi kêu và nhẹ như lúc mới mua. Cuối cùng ta lắp lại công tắc còi vào ốp nhựa. Bắt bệnh đúng, điều trị hiệu quả. Chúc anh em thành công!